Trời ơi, thôi không biết rồi, thôi đi vô tắm đi. Tôi quay nhiều chuyện quá. Tại sao không chịu đi phụ ba dọn dẹp quần áo hả? Nhưng mà tại sao ba đi vô phòng con, ba không gõ cửa vậy ba? Mày lớn chưa hả? Thể hiện hả? Thể hiện gì ba? Không ra riêng mà. Mà gia đình cô ủng hộ em không? Thực sự em cũng đã nghĩ tới những cái chân ra mà mình phải chọn. Em đã có kế hoạch rồi, em mới quyết định.